À, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái phần uh, liên quan đến bảng order. Đây thì trong cái bảng order chúng ta đang có mấy cái uh, trường quan trọng như sau. Thứ nhất là cái user ID uh, để nó cho mình biết là ai đặt hàng. Uh, status là cái trạng thái của đơn hàng và uh, note là lưu ý vào đấy, ví dụ như là cái này hàng là dễ vỡ. Uh, xin nhẹ tay. Uh, total là cái tổng số tiền. Cái total này thì cũng tùy từng bài toán Trong cái bài này hiện tại của ta là chỉ hiện tiền Việt Thì tất nhiên là mình không thể có là 100 mươi 23 đồng được Đấy, Thì mình sẽ để là integer Đấy. Tuy nhiên có những bài toán là nó uh, yêu cầu là cái total này nó lại dạng Dạng decimal cơ à, Tức là mình uh, lấy hai uh, số sau dấu phẩy Chẳng hạn như 15,23 đô hai uh, 20 12 đô đấy, thì nó là như thế thì lúc đấy nó kiểu dữ liệu nó là decimal trong trường bài này thì là mình đang để integer vì là đang tổng tiền là tiền là tiếng tiền, tiền việt à. thế để tạo một cái order mới thì chúng ta sẽ vào con controller order controller đây thì hôm nọ chúng ta đã làm rồi Được. rất là nhanh theo cái form này tuy nhiên là ta phải thêm cái phần validate nữa đây, ta sẽ chuột phải vào cái request ta thêm một cái folder nữa uh, dành cho thực thể order chúng ta sẽ insert order request được chưa ta sẽ copy cái này ta quay sang đây ta tạo ra một file new Tin là insert order request .gs rồi ta paste cái insert đây chúng ta thay bằng gì ạ order request đây cũng thế dưới chúng ta thay bằng insert order request chúng ta có user id này có status này đấy, chúng ta sẽ thay vào các cái trường dưới đây cái status phải dương cái nốt tức là cái phần lưu ý đấy. thì là có nhập cũng được không nhập cũng không sao bình thường khi mà đặt đơn hàng nó có cái cái lưu ý đấy. thì mình có thể nhập hoặc có thể không Total thì cái này lớn bằng không đây ờ à, chúng ta bỏ cái đoạn code này ra. Bỏ cái uh, cái cái comment này ra thì cái code nó sẽ bị build lỗi thì lúc đấy mình ném sang chat Thì nó sẽ làm được mình cái đoạn đấy. Đoạn chôn C. Và cho xuống đây. Mình vẫn dùng GPT-4 nhá. Thực ra thì với những cái bài toán này thì GPT 3.5 nó đã ngon lắm rồi. Đấy thì các bạn thấy là trong này họ sẽ cho chúng ta là user đi là số nguyên này ok này à, hai cái thằng này là bắt buộc phải có này tức là ai đặt hàng và cái trạng thái của đơn hàng nó bắt buộc là phải xuất phát từ một trở đi tức là lớn hơn không đó cái lưu ý thì nếu mà các bạn không nhập vào thì nó sẽ là gì như này đấy ơ lao nháy nháy tức là trên form chúng ta không nhập gì cả là cũng cũng được Đồng tiền thì đương nhiên là bắt đầu từ không rồi, không thể âm được rồi, Các bạn copy Cho sang đây Đấy. Muốn cho cái Insert Order Request này nó Validate Cho cái phương thức Insert Order Thì chúng ta lại config ở trong Router Đây chúng ta vào App Router và đi xuống đâu ạ? Đi xuống dòng dưới này Order Router này. Ta đến cái phương thức uh, Insert Order rồi, Các bạn Enter xuống dòng validate đây là chúng gọi là insert order request Đấy. nó khác tự import vào nó khác tự invert insert order request vào chúng ta sẽ tạo ra một cái chuỗi json có cái nội dung như này để ta insert order các bạn mở postman ra vào thực thể order vào chỗ post vào phần body chọn raw chọn json Đấy chúng ta sẽ cho một cái đối tượng vào đây đấy thì là ta sẽ tạo ra một cái JSON object cho cái request ta copy đoạn code này đấy. giao hàng vào buổi sáng không liên lạc qua điện thoại có một cái nốt như này status là thế bây giờ ta sẽ phân định các cái status cho thằng này đi thì chỗ này thì ta phải thêm cái đoạn kiểm tra là gì xem là cái user id nó có tồn tại không nếu mà không có thì không cho đặt thế là cái đoạn kiểm tra đó nó phải nằm ở cái chỗ này ta phải kiểm tra xem là cái cái trường request chấm user id, tức là cái trường user id nó phải có cái user, nó phải query ra được cái user, à, tức là user đó phải tồn tại trong db thì mới uh, được phép đặt hàng nếu có. Tuy nhiên sau này ta sẽ làm thêm một cái nữa là cho phép một cái người anonymous cũng có thể đặt được hàng. Đây ta paste vào đây và ta sẽ À, xem cái cốt sinh ra có duyệt được không đó, cái đoạn này nó sẽ phải trả về người dùng không tồn tại đó, đoạn dưới này ta không cần nhé đây mình cần mỗi đoạn trên này thôi à, sở dĩ phải tách hai cái dòng này ra tách thì được mình có thể gộp cái dòng này xuống đây đúng không ạ được nhưng ta nên tách ra để ta kiểm tra để sau này có thể là ta dùng cái user id thôi. đó ta làm việc khác nữa thế nên là nên tách à, dòng này và dòng này ra là chuẩn rồi rồi ta sẽ copy cốt này cho vào đây rồi chúng ta thử yarn start này. Cho bên Postman này. À. Cái user 102 thì chắc là không có rồi. Query dưới database nhá. Đấy. Bạn nào chưa biết vào PHP MyAdmin à, sử dụng Docker thì có thể là xem quay lại bài trước để xem. Cho bấm login. Cho bấm user. Ok chưa? À, chưa có. Rồi ta tạo ra new file ta gọi cái này là user controller js chúng ta làm tương tự như cái thằng product này thôi à, copy xong đây thế là ta chỉ cần cái gọi là thêm thêm user và cái update thôi à, ta copy cái update product này sang đây à, cái này việc chân tay tạm ta nhờ chat làm luôn tức là mình sẽ sửa những cái hàm này thành insert user và update user ta nhớ copy cả cái đoạn trên để họ biết rằng là mình dùng SQLizer Đây ta cũng ghi luôn Do not use TriCAD Bởi vì ta có middleware rồi Tức là không không họ không cần để cho TriCAD vào nữa Rồi chúng ta Ctrl C cả cái đoạn này Chúng ta cho vào đây Đấy ok chưa Thế này thì tất nhiên họ hiểu thôi Không thành vấn đề gì cả Đấy uh, update product như nào thì là cái, cái User nó y như thế thôi rồi ta copy đoạn này. Rồi, copy tiếp đoạn này nữa này. giống y như, như product. Rồi cái bảng user thì chúng ta có mấy thứ như là email, password này. Name, role, avatar, đấy nó có những cái thành phần như thế này. Thì chúng ta cũng phải có một cái đối tượng gọi là insert user request và nó có những cái thông tin này bắt buộc phải validate. Rồi thì chúng ta cũng làm vào cái chỗ insert order đi, ta lấy cái này lấy bất kỳ một cái request nào đó ta copy đây, ta copy cái request này xong rồi ở đây là thực thể user thì các bạn cho vào đó chuột phải vào request và tạo ra cho nó một cái new folder tên là user chúng ta sẽ tạo ra một new file tên là insert user tức là lúc mà thêm mới một cái bản user đấy request.gs các bạn paste vào đây À, chúng ta thay cái này vào insert user ở đây chúng chúng ta cũng viết như lần trước replace replace these ta mang các cái trường bên này sang email password cái password này này à, mình mặc định hiểu rằng là cái password đẩy xuống dưới thằng db này là password đã mã hóa rồi đó thì cái này người ta có thể xử lý ở trên thằng Firebase à, tức là phía phía client nó sẽ đã đăng nhập bằng Firebase đăng nhập Google bằng Firebase. Sau đó sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ có một cái mã à, một cái cái gọi là cái 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 password đã mã hóa hoặc là cho có những trường hợp nó không cần thế cho nên là thế còn trong trường hợp user mình mà có thêm cái chức năng gọi là đăng nhập đăng ký thì mình có thể là lưu cái mật khẩu mã hóa vào đây nhá như mật khẩu mã hóa vào đây đấy tức là nó sẽ phải gọi cái hàm uh, mã hóa trước tiên nhá trước khi mà insert dữ liệu ta phải mã hóa ở đây xong mới đưa xuống db trường name thì tất là ta để optioner cũng không phải bắt buộc lắm có không nhỉ có name nhá thôi require đi cho nó like đi role à. role thì là chắc là cũng lớn hơn là bằng một thôi sau này ta quy định mấy cái mấy cái giá trị của các thuộc tính này sau à, cái avatar và cái phone thì đang optional đấy, bởi vì là ta đang đăng nhập bằng email email đấy thì có thể là đăng nhập gmail đó hết rồi nhỉ thế còn at và update at thì nó tự uh, tự sinh rồi đương nhiên là những cái trường này nó tự động tạo à, ta bỏ comment của cái này ra đấy. sau đó ta mới ném vào trong chat Ctrl c cho vào đây paste, đó thì trong này họ đang dùng cái gọi là uh, mã hóa bằng bai crypt thì sau sau này có thể là đến lúc test mình có thể là chọn cái thuật toán khác thế tuy nhiên là um, nếu mà làm như thế thì mình sẽ viết riêng một cái hàm vào đây đúng không? Sau đó ta test đã xem cái thuật toán là ok rồi, ta thử xem cái bài crypt xem nhá xem trong node là xem nào à, thằng này 2023 mới update này mỗi tuần là khoảng hơn 1 triệu lượt download ta thử bấm vào đây xem nào release mới nhất là năm 2023 mà bây giờ là tháng 8 năm 2024 thì chưa thấy update rồi cứ từ từ đã dùng nhá rồi ta cứ xem mấy cái đoạn dưới này xem nào email thì bắt buộc phải có này đương nhiên này à, mật khẩu phải có thương này này khi mà mật khẩu được, truyền vào một cái thì nó sẽ được mã hóa luôn này. Rồi à, chúng ta sẽ copy đoạn code này. Bỏ vào đây. Đó, cái đoạn này thì bạn bay clip này từ từ đã. Thế thì mình có thể fake bằng cách là sao? Cái đoạn này thì chúng ta sẽ return về một cái gọi là fake hash password. Để à. mình có để cho cái luồng nó chạy được đã. Đây thì bỏ qua đi giờ quay sang app router. À, chúng ta có thể cho cái thực thể user lên trên đầu đi. Nó à, viết tương tự như ở trên. Nó gọi là user router. Đây, cái method post của nó là đường dẫn là user. Let's see. Cái này gọi là insert user request. Ok này. Cái này nó sẽ là user controller. Chưa có user controller thì các bạn hãy copy ở đây import sao tách cho đoạn à, tách cái đoạn này ra user controller chỗ này các bạn thay vào insert user đấy. control s rồi chúng ta sẽ còn cái uh, get user by id nữa để sau này mình uh, lấy cái phương thức đấy là mình uh, lấy ra được thông tin chi tiết thực ra này public một cái uh, API thế thì nó cũng khá nguy hiểm cho nên là cứ từ từ cái này chúng cũng không không làm như thế, nó phải yêu cầu có một cái uh, token hoặc là JWT token, đấy, thì mình mới dùng cái token đấy để mình lấy ra thông tin chi tiết của user chứ mình không lấy ra thẳng bằng phương thức, thức get ghét, thế là rất là dễ bị lộ thông tin, nó sẽ không làm như thế. thì uh, tạm thời cái phần uh, order đấy ta sẽ kỹ kiểm tra xem là cái user đó cái user ID đó đã tồn tại trong DB chưa rồi, bây giờ mình sẽ viết một cái json object cái bịa dữ liệu ra nó có những trường như này. À, lười viết thì ta có thể ghi như này đấy chúng ta là nguyễn văn a à, đây là password đây đây là tên là nguyễn văn a role là một avatar chắc là cứ bỏ trống thôi chưa chưa có gì cả à, phone number đây đấy, đang đủ các thứ rồi dưới này các bạn à, chuột phải tạo ra một cái gì add folder chúng ta đặt tên cái folder này tên là user user chúng ta sẽ nhấc một cái request từ bên này sang request post từ bên này sang duplicate Đấy, cho nó nhân nhân bản ra sau đó, các bạn cầm kéo thả nó xuống đây nhả tay ra Đấy. thì cái này chúng ta thay cái product sc để bằng user sc đây chúng ta thay bằng user sc cái body này chúng ta thay bằng gì Ctrl a chúng ta thay cái đoạn vừa rồi vào bấm save Đấy, rất là nhanh rồi chúng ta thử bấm send một lần nữa xem nào đó thế mới người dùng thành công yeah. uh. thì cái, cái cái password trả về này nó nó sẽ rất là nhạy cảm nó sẽ không trả về cái đối tượng này nữa yeah. chúng ta sẽ lọc lựa thông tin và không trả về cái đối tượng phải remove password trong kết quả trả về Đấy. tức là trong cái kết quả chúng ta sẽ bỏ cái password đi và những thông tin nhạy cảm khác chỉ hiện những thứ mình thích thôi tức là chỗ này nó sẽ tạo ra một cái đối tượng là Response user mà không có password Rồi chúng ta thử đấy, Chúng ta sẽ có một cái đối tượng Gọi là respond user Cái đối tượng này trong cái hàm khởi tạo Mình đã nhồi cái user vào rồi Có nghĩa là khi mà có user Thì chúng ta sẽ có một đối tượng Respond user được tạo ra Và trong đấy nó bỏ cái password đi Ok Ở trong này chúng ta sẽ mở cái thư mục Gọi là respond Mình đã làm cho mọi người rồi Chúng ta tạo ra một file Tên là respond user.js Và copy cái đống code này cho ở đây à, Format selection tất nhiên là đối tượng respond thì mình không cần phải validate cái tức là cái cái dữ liệu nó trả về là cái gọi là sự đã rồi rồi chúng ta chỉ có thể thêm bớt hoặc sửa đổi thôi chứ tôi cũng không ta không có validate cho nên ở đây không có join vì cái respond này nó là thực tế user cho nên là chúng ta sẽ có thư mục gọi là user xong ta cầm ta kéo cái respond user vào đây Đấy. move rồi à, bên trong cái user controller thì các bạn sẽ bỏ ở chỗ này đi ok rồi cái này sẽ là gì tạo ra đối tượng mới là new response user mở ngoặc user truyền vào đó được chưa? rất là nhanh Rồi chúng ta thử xem nào à, tất nhiên bây giờ mà chúng ta gửi request thì nó sẽ báo là user đã tồn tại rồi đúng không hoặc là email is unique đúng không đây đây là xuống database rồi mới kiểm tra bây giờ ta thêm cái bước nữa là kiểm tra xem là với cái email đó đã tồn tại rồi thì báo là đã tồn tại rồi không tạo được Đúng không? nghe cho nó yên bình hơn chứ kệ xuống tận DB rồi mới kiểm tra constraint thì nghe nó không ổn chúng ta sẽ kiểm tra xem có cái ông user nào mà có email bằng cái email bằng cái request.body.email nếu có thì sao Đấy. nếu không nếu mà tồn tại rồi thì là phải trả về lỗi bởi vì cái ông ý là, là tồn tại rồi thì không, không, không thể đăng ký được rồi các bạn copy cho đây Đấy, chúng ta sẽ gọi thêm cái hàm gọi là uh, file one, uh, file one đây nghĩa là gì ạ? File one nghĩa là select sao from user where email bằng và limit một, tức là kể cả tìm ra ra hai uh, ông thì cũng chỉ lấy một thôi. Và mục đích ở đây là kiểm tra xem có cái ông có email thế không. Cho nên chúng ta dùng hàm file one. Thì cái hàm file one này tương đương với cái lệnh uh, gọi là limit một trong SQL. Và trong SQL Server thì nó là top một rồi chúng ta chỉ cần copy đoạn này thôi. Copy cả cái comment này. À, email đã tồn tại nhỉ. Tồn tại nghe hay hơn. Đấy, đây chúng ta gọi là email đã tồn tại nghe hay hơn. Rồi xuống đây thì mới tiếp tục. Rồi thì ta thử xem nào. Bấm send. đấy email đã tồn tại. Nhờ? À, lỗi 409. Tức là lỗi 409 là cái lỗi mà mà trong cái tài nguyên của mình data nó bị trùng lập đấy cố gắng tạo ra một cái data bị trùng lập lỗi 409 thì ở dưới client ta cứ theo mã lỗi mà check thôi Rồi bây giờ ta xuống db ta xóa cái bản ghi đi php my admin đâu ta vào bảng user ta xóa đi à, rồi đây xong rồi bấm delete nữa đi ok vừa rồi ta có nhìn thấy rằng là cái hàm contractor như nó chưa vào thành ra cái encrypt password nó vẫn truyền cái password raw xuống đây cái đoạn code này nó chưa chạy Nguyên nhân của đoạn code này chưa chạy là do cái Insert User Request, cái lệnh New tạo ra cái đối tượng này nó chưa có à, Trong cái User Controller à, thì chúng ta sẽ đổi cái này thành là gì ạ? New Insert User Ta import cái Insert User Request này vào Đây chúng ta sẽ tạo ra một New Insert User Request Đầu vào chúng ta truyền request cho body à, Thì nó sẽ đi qua cái hàm khởi tạo đó trong này thì ta phải import cái respond user vào import respond user Để import được thì chúng ta sẽ phải export default respond user Đấy. sau bên này mình có thể import được nó vào import respond user đó Nào ta chạy thử thôi nào ờ, trong cái middleware này thì mình có thêm hai cái dòng này chi tiết nhé thì trong trường hợp mà uh, ở đây nó không view ra được cái 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 chi tiết của cái arrow thì chúng ta có thể là view bằng cái uh, uh, xem lốc bằng qua hai cái dòng lệnh này ta vẫn gọi yarn start xong bây giờ mình à, đang có cổng dùng đây này rồi mình xóa bớt mấy cái terminal này đi Ctrl C Yarn start lại Yes các bạn thấy thỉnh thoảng nó có mấy cái terminal nó mở cùng một lúc Thì nó đang chiếm cái cổng 3000 Thì là mình muốn dùng cái cổng đó thì mình tắt bớt terminal đi Thì nó sẽ dọn đường cho mình chạy cái cổng 3000 của ta Nó không bị xung đột với các cổng cũ Nhớ là vào trong database thì kiểm tra xem là cái bảng user là phải xóa hết rồi Để các bạn xóa đi Rồi à, bấm send Đấy ok rồi đấy Thì mới người dùng thành công Uh, bây giờ các bạn quay ra đây kiểm tra lại cái user đấy nguyên văn là thì nó sẽ đổ ra một cái gọi là fake hash password nhá, yeah, fake hash password. Đấy. tức là cái hàm này của ta nó đã chạy rồi, các bạn chú ý nhá. Ừ. Cái, cái cái điều đó nó khẳng định rằng là cái hàm has password này nó đã chạy rồi. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ lựa chọn ra giữa các thuật toán mã hóa. Đây nó có mấy cái thư viện này, bcrypt thì khá thông dụng. Ta sẽ xem cái argon hai xem nào. À, cũng cập nhật liên tục đây. Cái này là ngày 12/23 tháng 2 tương đối mới. Đấy, thì khi mà cái mật khẩu lưu ở dưới cơ sở dữ liệu trên dưới database thì nó sẽ phải được hash. À, tức là cho các bạn nhập abc năm thì nó sẽ phải biến thành một cái cái mật khẩu nó rất là dài, dưới dạng mã hash. Thế sau này chúng ta kiểm tra thì chúng ta kiểm tra xem cái mật khẩu của ta với lại cái mã hash đấy có phải là của nhau hay không. Rồi chúng ta cứ tạm dùng thằng này nhá. Bởi vì mình đóng vào hàm rồi cho nên là sau này chúng ta có thể là uh, thay đổi mà, thay thay đổi kiểu mã hóa nếu chúng ta cảm thấy là cái này nó chưa được uh, ổn lắm. Rồi, argon2. Thì cái argon2 thì các bạn làm lệnh gì? Ctrl C terminal các bạn yarn install. yarn add uh, tên thư viện argon2. Cái này là khi chúng ta cho cái hàm này vào. Đấy, uh, dưới chấm password bằng await đó nó sẽ không chạy được cái await này đâu các bạn nhé bởi vì là cái hàm này của chúng ta không phải là cái hàm bất đồng bộ không phải hàm async đấy thì cái chương trình của ta nếu mà ta ta không có cái await ở đây nó chạy đến đây nó coi giờ lấy được password rồi xong xuống xuống đến đây thì chưa chắc là nó đã lấy ra được cái hash password thì có thể lúc đấy cái việc insert vào database nó không kịp insert vào db đấy nó có một cái giờ thế thì nó bắt buộc phải xong lệnh này thì mới đến lệnh này Đấy, thế thì để áp dụng được cái thằng này thì thì ta sẽ dùng như nào? rồi à, chúng ta có thể bỏ qua cái chỗ này đi, bỏ qua cái dòng này. ta có một cái cách khác để chạy được cái đoạn này là chúng ta sẽ bỏ thằng này đi và trong cái thằng uh, trong cái user controller này ta sẽ Hash luôn từ đây, đúng không ạ? thế thì cái chỗ này chắc là ta cũng không cần cái này nữa ok luôn từ đây đi qua được chỗ này đi qua được chỗ này thì nó đã validate rồi đúng không? ở đây là một cái hàm ơ sinh cho nên mình có thể gọi được cái hàm mã hóa này thì chúng ta sẽ là gì request body chúng ta sẽ nhân bản cái đối tượng request body này ra thành một cái nơi khác tức là tức là cái toán tử này toán tử spread operator nó sẽ nhân bản cái request chấm body này thành cái đối tượng uh, giống hết cái đối tượng request body cũ nhưng nằm ở vùng nhớ khác và lúc đấy thì ta sẽ thay đổi cái giá trị của thằng password bằng ạ đây bằng cái này đúng chưa như vậy là trên này mình sẽ có một cái gọi là hash, hash password bằng ạ bằng request, này của cái request body chấm uh, body chấm password cái okay, chưa Đấy, ta sẽ mã hóa thằng này đi thì, và ta sẽ thay cái hash password này vào đây rồi. rồi bây giờ mình giải thích cái lệnh này nhá lệnh này khá trông trông thì uh... không trông thì phức tạp nhưng không, không 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 phức tạp lắm đâu cái này thì trong cái video trên youtube mọi người search cái gọi là javascript một một giờ cơ bản đấy thì thì mọi người xem sẽ có thế mình nói kỹ cái này thì cái này là đối tượng request chấm body ta sẽ nhân bản cái đối tượng này thành cái đối tượng khác có các trường giống hệt như thế nhưng nằm ở vùng nhớ khác thì lúc đấy ta mới thay đổi cái, cái trường password trong cái đối tượng đó, đấy chứ còn uh, ta có để kiểu để kiểu này nhưng để kiểu này thì cốt thì nó không 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 ổn nhá không ổn thì chúng ta bằng cái kiểu này, đấy ta có thể viết, viết kiểu này nhưng trông thế thì cốt nó không ổn bởi vì cái request .body là cái input đầu vào và mình không sửa cái thông số đầu vào nhá đấy thì chúng ta sẽ làm kiểu pro hơn tức là ta nhân bản cái request .body cho ta sửa cái trường password bằng cái password này Đấy, như vậy ở trong cái insert user request nó không còn cái này nữa xóa cái này đi rồi rồi bây giờ các bạn chạy yarn uh, install yarn uh, start lại xem nào nhớ là vào trong này xóa cái bảng user đi delete yes đấy. xóa hết rồi ta gửi lại request lần nữa internal server error vì sao đấy a con hai is not defined thấy chưa đấy. Tôi sẽ nhìn thấy cái lỗi. Đấy thì cái lỗi đây nó nằm ở cái dòng này các bạn này. Đấy. Mặc dù cái đối tượng error này nó gửi ra, nó không báo. Khi mình mình serialize sẽ object ra mình thấy không có trường nào cả. Nhưng chúng ta có thể in chi tiết bằng cái lệnh detail error này. Thì chúng ta lại nhìn thấy: `acol2 is not defined`. Đấy thì chúng ta sẽ import vào đó. Import acol2 này vào. Thôi. Đấy chỗ này gọi đến nó import account2 from nhá nhá account2 kết okay, lưu rồi đây nhá đấy S. À, chạy lại rồi nhớ xóa bản ghi cũ đi đấy vào đây refresh bấm lại bảng user rồi mất hết dữ liệu rồi ok mất hết user rồi bấm post send đấy ok chưa thì lúc đấy là sẽ báo thêm một người dùng thành công bấm thêm lần nữa thì nó báo là email đã tồn tại tốt rồi rồi bây giờ ta mở bảng user ra ta xem thì cái này nó ID bằng 12 đó. Của mọi người mọi người sẽ thấy nó khác nhé không phải lúc nào mà mọi người là ID 12 đâu. Của mọi người sẽ là khác thì lúc đấy mọi người sẽ phải điền cái user vào trong cái bảng mà thêm mới ờ, cái cái request mà thêm mới order đấy, đây này. Đây này, thêm mới order này. State user ID lúc này là bằng 12 các bạn nhé Nếu linh hai đi, nếu mà 102 đi thì nó sẽ báo là không tìm thấy cái user này đấy. Đây. Tức là tức là mình chưa validate cái đoạn đấy. Mình mình chưa kiểm tra cái đoạn đấy. Thì nó đang validate phía database nó thấy rằng là cái trường user này nó không tồn tại trong cái bảng kia. Đấy. Thì khi mà ở dưới server mà nhìn thấy cái lỗi này thì nghe nó không được ổn lắm. Đó, nhìn nó lộ hết ở dưới database ta có những bảng nào thì chúng ta phải uh, cho nó khác đi một chút. Ta báo một cái lỗi nó 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 là dễ đọc một chút. Thì chúng ta vào cái Order Controller Đây Insert Order này Đó, thì Trước đây chúng ta phải kiểm tra xem If gì Request .body à, .userid Đúng user, userid không nhỉ Cái order này là thông qua thằng nào Thông qua thằng request tên là Insert Order Request Đó, Thì trong này nó có cái nó có userid Rồi chúng ta phải kiểm tra cái userid này Tất nhiên chúng ta không kiểm tra trong cái request này đâu nhé các bạn nhé đó. Bởi vì trong controller mới truy cập được xuống 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 các hàm dưới database chứ trong cái thằng request này không truy cập xuống đấy đâu Thế nên phải truy cập đấy các bạn phải viết trong này mới đúng Check if user access True arrow If user ID does not exist. Đấy, tức là chúng ta sẽ phải query xuống DB bằng bằng db.user xem là cái thằng user đó nó đã tồn tại chưa. Nếu nó nếu nó chưa tồn tại thì không thể thêm được. Đó. Tất nhiên thì chỗ này thì là ta chưa refactor, ta sẽ phải là bỏ cái try catch này đi nhá, không cần try catch. Rồi, ta copy đoạn code này. Ta cho xuống đây. Đấy. Rồi người ta duyệt xem ok thì ta mới copy code sang bên kia. thì lúc này nó sẽ lấy ra cái user id nó kiểm tra xem có trong tồn tại không. nếu mà người dùng không tồn tại thì nó sẽ trả về cái error này. Đó. đoạn này thì nó sẽ kiểm tra dưới db sau khi cái lệnh create uh, tạo db rồi mà nó vẫn còn null thì chứng tỏ là không tạo được. Đó. thì nó trả về 400 hoặc là 401. chúng ta sẽ copy cái code này thay xuống đây. Đó bỏ chấm phẩy đi không cần thiết rồi ok đoạn cốt này mọi người hiểu rồi đúng không Đấy, thêm cái đoạn kiểm tra user thôi thì những cái đoạn này ngày xưa nếu mà chưa có chat gpt thì ta biết hướng nhưng mà ta vẫn phải cốt nhưng bây giờ những cái mà chúng ta biết hướng rồi biết cách làm rồi thì chúng ta không phải cốt sẽ hỏi chat cho để chúng ta dành thời gian cho những việc khác quan trọng hơn rồi chúng ta cho thêm đi Đấy. Đấy, người dùng không tồn tại ok chưa. mã 404 not found thế bây giờ nếu mà ta là user 12 thì sao Đấy Thì đêm mới đơn hàng thành công yeah. Thì lúc này cái status của đơn hàng nó sẽ như này ừ. Tuy nhiên về sau chúng ta sẽ Chừa ra Chúng ta sẽ kiểm tra được các cái status à, Chúng ta sẽ viết thêm được các status Vào các đơn hàng Rồi Tuy nhiên trong bài này thì ta sẽ chỉ làm đến đây thôi Rồi cái bài này hôm nay đã xong Và tôi mình sẽ export ra cho các bạn cái gì nhỉ Đầu tiên là cái gì Export Các cái request là này Đấy, chúng ta replace vào cái cũ này. Database thì mình cũng export lại cho mọi người. Để khi mọi người thực hành thì nó, mọi người sẽ có đúng cái database giống như mình đã làm trên video. Để chúng ta tiện theo dõi. Ok, đây. Mình bấm vào đây. export database. Export. Vào đây. Mình cũng cho vào cái thư mục backend các bạn nhé. Database.sql. Xếp. Đấy, ở dưới này các bạn thấy là có cái bảng order rồi order detail rồi. Đấy, cái bảng user là nó có password dưới dạng là đã mã hóa rồi thì các cái data nó sẽ giống hệt với lại cái data mình thực hành ở trên này Đấy. tại sao mình làm như thế bởi vì là trên máy tính của mọi người có thể là cái lúc insert và mọi người update ấy, cái số lần insert update nó không giống như mình cho nên là cái id nó có thể khác và nó sẽ không match với lại cái 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 cốt khi mà chạy ở đây Ok, chúng ta sẽ close tất cả lại. xem có gì chưa ghi vào thì chúng ta update để ghi. Rồi mình sẽ zip cái bài hôm nay lại ở đây. Tất nhiên trước khi zip thì mình cũng xóa nốt module. Zip lại. Đấy cho code backend thì hôm nay chắc là backend 015. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi bài học hôm nay.